Cứ gần đến mùa Giáng sinh, số lượng các chuyến bay đến thành phố Rovaniemi, tỉnh Lapland, Phần Lan lại tăng lên. Năm nay, Air France, một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới, đã mở đường bay thẳng từ Paris đến Rovaniemi. Hãng hàng không Đức Eurowings gần đây cũng đã bổ sung các chuyến bay thẳng đến địa điểm này. Ngành hàng không và du lịch đang đặt hy vọng vào một mùa Giáng sinh khởi sắc hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron có nguy cơ làm chệch hướng kế hoạch của họ. Một số quốc gia đang áp đặt các hạn chế đi lại. Tâm lý người dân lo ngại biến thể mới cũng khiến hoạt động của ngành lữ hành Lapland chững lại. Hiện số lượng đăng ký đặt phòng đang chậm lại vì hầu hết khách hàng đều muốn theo dõi tác động toàn cầu của biến thể Omicron. Với những công ty du lịch nhỏ, mùa đông năm nay là cơ hội cứu vãn một mùa làm ăn thất bát. Nếu không, họ sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản. Kể từ tháng 7 năm nay, du khách có thể nhập cảnh vào Phần Lan nếu có chứng nhận hợp lệ về việc tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, do biến thể Omicron, những du khách đã đến một số quốc gia châu Phi trong 14 ngày gần nhất sẽ không được phép nhập cảnh.